Đứng xuất phát của Gelesenko Thái Bình ở trận này với chuyền hai, cầu thủ mang áo số 2 Bùi Thị Huyền, cầu thủ mang áo số 3 đối chuyền Lê Thị Mai Xuân, cùng công mang áo số 5 Nguyễn Thị Thanh Mai, cùng công mang áo số 6 Trần Thị Thơm và Lý Thị Luyến. Tú Linh sẽ chơi ở vị trí đối chuyền, người xuất phát bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai, ngoại binh Pichaya sẽ chơi trước Sasi Papron để đảm nhận vai trò của chuyền hai. Người phát bóng đầu tiên để mở màn cho trận đấu này đó là chuyền hai Bùi Thị Huyền, cầu thủ năm nay 28 tuổi. Bùi Thị Huyền có chiều cao 1m74. Hướng xử lý bắt bước một không tốt của libero bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai, và điểm đầu tiên ở trận này đã thuộc về phía các cô gái Gelesenko Thái Bình, và bật đà là 2m83. Cơ hội tấn công ghi điểm cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Pichaya đang có nhiều tình huống phân phối bóng cho các phụ công. Vẫn là những pha phát bóng hướng tới vị trí của Khánh Lâm. Hướng phối hợp đánh bay sau chưa có điểm cho Thái Bình. Tấn công hàng sau, đập rất mạnh. Và nỗ lực phòng thủ của Khánh Lâm cùng các đồng đội đã không thành công. Thái Bình đang nhập cuộc tốt trong trận này, mặc dù trước khi trận đấu diễn ra thì họ phần nào bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ. Hồng Hạnh. Mình đang phòng ngự rất kiên cường và họ liên tiếp ghi điểm. Chúng ta đã thấy sự góp mặt của Sasi Papron ở trên sân. Lỗi phòng thủ không thành công của Minh Thành. Lượt trận đầu tiên tại giải vô địch quốc gia năm nay. Sasi Papron đánh chéo dài từ phía ngoại binh người Thái Lan ở vị trí số 4 nhưng vẫn chưa có điểm cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Và sau đó là một pha tấn công chéo gắt của Nguyễn Thị Nguyên. Thái Bình đang thi đấu với trạng thái tâm lý rất tốt. 12-20. Hồng Áp là người phát bóng. Pha bỏ nhỏ rất khó chịu. Bỏ bóng vào hố đồng xu của các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Và tấn công hàng sau của Nguyễn Thị Nguyên. Cú đập bóng với lực tốt của đội trưởng bên phía Thái Bình. Một mình Lý Thị Luyến đã không thể ngăn chặn được pha tấn công hàng sau của Nguyễn Thị Uyên. Sasi Papron chắn bóng và bóng đi ra ngoài. Điểm quyết định trong set 1 đã được ghi cho Gelesenko Thái Bình. Họ thắng đối thủ bằng tỷ số 25-14. Không theo dõi những diễn biến của trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta cũng hoàn toàn bất ngờ với kết quả này. Thế nhưng thực tế thì phải nói Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang chơi không ổn trong khả năng bắt bước một. Và họ cần phải cải thiện điều này. Tú Linh là vận động viên có những tình huống phát bóng bay khá khó chịu. Quỹ đạo trái bóng thường đi rất khó lường. Phá chấp thời cơ thành công của Thanh Mai. Nguyễn Thị Uyên là một trong những vận động viên chơi hay ở trận này. Hiệu suất ghi điểm của số 7 là khá cao. Và vừa rồi tiếp tục là một tình huống tấn công tốt của chủ công Nguyễn Thị Uyên. Tỷ số bây giờ đang là 11-9. Nỗ lực cứu bóng không thành công của đội trưởng bên phía thứ hai Thái Bình.
Sasipapron. Cú đánh rất kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 11. Trước đó thì trọng tài đã xác định bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài thì đúng hơn. Ngay sau khi Thái Bình vừa lên điểm thì đối thủ của họ cũng đã giành lại một điểm với pha tấn công tốt ở vị trí số 4. Trọng tài đã cắt còi và điểm thứ 25 đã được ghi cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đã có lỗi lưới của các cô gái Thái Bình ở tình huống vừa rồi. Và xét đấu thứ hai đã khép lại. Họ mạnh dạn thực hiện những miếng đánh này hơn so với Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Cũng dễ hiểu bởi thời điểm đầu trận thì đội bóng áo trắng đã không có được những tình huống bắt định một tốt. Và đương nhiên thì bước vào vòng không một thì sẽ không có chiến thuật nào cả. Thì mục tiêu duy nhất của các truyền hai chỉ là đưa bóng tới vị trí của số 11, vị trí của Sasipapron. Đường chuyền sau đầu, đó là tình huống ghi điểm của Nông Thùy Anh. Nông cũng mới vào sân cách đây ít phút để chơi thay vị trí của Lý Thị Luyến. Liên tiếp được đưa tới vị trí của chủ công áo số 11. Và lần này thì Sasipapron đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi điểm cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đường chuyền sau đầu, nhưng đó là pha chắn bóng hay của Hồng Ngát. Điểm block dành cho đội trưởng của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Phạm Thị Diệp phát bóng. Thêm một tình huống đánh hai chuyền ghi điểm nữa của Nguyễn Thị Thủy. Cú đập dũng chẳng. Tiếp tục có điểm cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Pha bóng tự kết thúc xét đấu của các cô gái Thái Bình với một lỗi phát bóng không qua lưới và xét thi đấu thứ 3. Pha vào đà và đập bóng tương đối mạnh của Tú Linh. Tiếp tục là Trần Tú Linh. Pha hợp đánh nhanh thu giúp. Tiếp tục là Hồng Ngát. Nguyễn Thị Hương. Bóng lại được phân phối cho Hồng Ngát. Và lần này thì đội trưởng của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã thành công. Sasipapron đập bóng rất mạnh. Cắm sàn trước khi chạm tay các cầu thủ phòng thủ ở hàng sau bên phía Thái Bình. Có lẽ Sasipapron đã ra dấu rằng vừa rồi là tình huống kẻ biên của Sasipapron. Một cú đánh đi, bóng đã chạm tay chắn và đi ra ngoài. Đỗ Lại Yến Nhi là một trong số đó. Nguyễn Thị Hương. 16 đều. Tinh thần của đội bóng quê lúa tiếp tục lại nhận được sự ủng hộ từ phía các cổ động viên. Một suất trụ hạng có vẻ như cũng là một mục tiêu thiết thực đối với đội bóng quê lúa ở thời điểm này. Nhưng họ đang nỗ lực tìm kiếm điểm số đầu tiên trước đội bóng đương kim Á quân. Thế nhưng trong những tình huống liên tiếp thì Thái Bình luôn gặp khó trước những pha tấn công uy lực của Sasipapron.
đưa bóng ra biên, quá uy lực và đập bóng cắm ra từ biên 4 của Sasipapon, và đây sẽ là cơ hội dành Mespoy cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Một lần nữa thì hàng chắn của Thái Bình vẫn bị đánh lừa. Nhưng Sasipapon một lần nữa lại lên tiếng để quyết định trận đấu này, cũng như mang về thắng lợi đầu tiên cho đội bóng đương kim Á quân Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Tỷ số 25-22 ở trận đấu thứ tư. Và đoàn quân của huấn luyện viên Vanachot giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước cựu vương Gelesimco Thái Bình. Một trận đấu mà Hóa Chất Đức Giang Lào Cai đã thua với cách biệt lớn ở trận đấu mở màn bằng tỷ số 14-25. Nhưng họ thắng ở 3 trận đấu liên tiếp sau đó. Trận đấu thứ tư là trận đấu hấp dẫn nhất giữa hai đội. Và với lực lượng có thể nói là được đánh giá cao hơn, thì chiến thắng đã gọi tên Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Thái Bình vẫn chưa có được điểm nào sau loạt trận đầu tiên của mình, và họ sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa. Quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ tạm chia tay nhau ở đây trước khi chờ đợi để đến với lượt trận kế tiếp.